Bài tập 22 thì mình dùng cái hàm giờ tìm kết hợp với điều kiện hoặc là dùng hàm max. Các em mở file Excel lên. Đầu tiên chúng ta sẽ làm câu 1. Câu 1 là dựa vào cột mã hàng và bảng phụ để tìm cột tên hàng. Hey, mình có mã hàng nè, mình có bảng phụ nè, mình tìm tên hàng. Rồi như vậy á, mình thấy L01, ở đây L01 thì chắc chắn khi mà mình sử dụng theo cột với lookup á thì mình phải quét khối từ từ đây tới đây. Tại vì khi cái giá trị tìm kiếm á, mình quét vô cái ô mà tra cứu á, là nó so sánh ngay cái cột đầu tiên. Còn các em quét ngay cột thứ hai, thứ ba thì chắc chắn tìm không có gặp là lỗi NA liền. Bằng A, VLOOKUP. Rồi sau đó mình lấy mã hàng nè, B3. Thì mình thấy cái mã ở đây có cái bảng mã nè, thì mã này nó sẽ tra cho bảng này. Thì cái ô đầu tiên, cái cột đầu tiên đó là mình phải quét đúng như cái giá trị tìm kiếm. Quét hết nhiều đây cũng đúng ha, hơi thừa nhưng mà không sai. Rồi nếu quét hết nhiều đây thì cũng cột 1, cột 2, cột 3, cột 4 thì mình cũng lấy dữ liệu là cột thứ hai. Ở đây nó có 4 cột đúng không em? 1, 2, 3, 4. Thì dữ liệu lấy tên này cột thứ mấy? Cột thứ 2. Rồi phải không, là tìm kiếm chính xác vào. Tiếp tục chúng ta thực hiện câu thứ hai. Câu thứ hai là điền vào cột nhập xuất dựa vào số phiếu. Nếu cái tự đầu là N thì nhập, ngược lại thì xuất. Thì câu này cũng khá đơn giản, thì mình dùng hàm if là được. Nếu cái tự đầu là mình cắt cái tự đầu là dùng lép số phiếu nè, một ký tự thì mình cắt chuỗi thì nó sẽ trả về chuỗi. Chuỗi thì phải nằm trong dấu giấy kép. Nếu bằng N thì mình điền vào là cái chuỗi là tên là nhập. Rồi ngược lại không phải là N thì chắc chắn nó là ít. Ít thì mình cho nó là xuất. Mình chỉ cần xét điều kiện đầu thôi, tại vì nó có hai giá trị, một là N, hai là ít. Mà nếu không phải N thì chắc chắn nó là ít. Thì do đó điều kiện ngược lại thì mình cho nó là xuất là được các em. Nếu không phải là N thì chắc chắn nó là ít. Ít thì mình cho nó là xuất. Rồi câu 3. Câu 3 là dựa vào mã hàng và bảng phụ điền vào cái cột đơn giá. Thì ở đây đơn giá mình có đơn giá 1 và đơn giá 2. Thì trong đó nếu ký tự bên phải của mã phiếu là 1 thì lấy đơn giá 1, ngược lại là lấy đơn giá 2. Đây ha, mình có mã hàng. Rồi như vậy á, là cột đơn giá thì mình căn cứ vào mã hàng và cái bảng thì mình dùng với lookup nè. Mình lấy mã hàng nè, rồi mình phải quét khối đầu tiên thằng mã hàng. Mã hàng này phải tra vô mã hàng này, do đó là cái cột đầu tiên là phải là mã hàng. Mình nhấn F4 nè, nhấn F4. Rồi vấn đề là mình lấy đơn giá 1 hay đơn giá 2. Đơn giá 1 thì cột thứ mấy các em? Có phải đếm ra 1, 2, 3. Còn đơn giá 2 là cột thứ mấy?
thứ tư đó. Do đó mình giống như bài 20, mình xét điều kiện vô, nếu như ký tự bên phải là right ha, của thằng số phiếu nè, mình cắt một ký tự, mình cắt chuỗi thì nó trả về chuỗi, chuỗi thì mình so sánh theo chuỗi là bằng một ha, chuỗi thì nằm trong dấu giấy chuỗi. Còn nếu mình kết hợp hàm value á, vô biến chuỗi thành số á, thì mình mới là bỏ dấu giấy một ra. Còn bình thường là cắt chuỗi nó trả về chuỗi, là chuỗi thì phải đặt trong dấu giấy giấy. Thì nếu nó là một á, thì mình lấy là cột thứ ba đương giá một, ngược lại á, không phải là một thì chắc chắn nó là hai. Là hai thì đơn giá hai là cột thứ mấy các em? Cột thứ bốn, mình đóng ngoặc lại. Rồi tìm kiếm chính xác là không, đóng ngoặc lại. Mình tìm được đơn giá ha. À, ví dụ mình là bắp N2, tức là bắp đơn giá thứ hai. Và bắp mà đơn giá thứ hai là 60 nè ha. Chúng ta tiếp tục là câu số 4. Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Nếu đơn giá xuất, nếu đơn giá là xuất thì mình tăng thêm nhiều các em? 10%. Rồi như vậy bằng số lượng nhân cho gì đơn giá nhân. Bây giờ nếu không tăng 10% có nghĩa là 100%, 100% là bao nhiêu một, là một đúng không? À thì bây giờ nếu đơn giá, tức là nhập xuất nè, nhấp vô đây là có OD3 đúng không? Mà bằng là xuất thì có phải là tăng thế thêm 10% không? 10% tức là 1 và cộng 10% là bao nhiêu? 1 chấm mấy? Có phải 1.1 không? 10% có phải là 0.1 không? À, ngược lại là không tăng, nó phải là nhân cho 1 không? 1 có phải là 100% không? À rồi, xong nghe, kéo công thức xuống. Mình chọn lại chén euro nè, chết vô chọn chén euro lại. Đó, bằng số lượng nhân cho đơn giá nhân cho yếp. Nếu mà là xuất thì mình tăng thêm 10%, tức là 100% cộng cho 10% là 110%. 110% có phải là 1.1 không? Còn 100% có phải là 1 không? À, do đó mình chỉ nhân cho 1.1, rồi ngược lại là nó không phải là xuất thì không tăng, thì mình nhân cho 1 là xong. Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện câu 4 là định dạng cột dữ liệu theo đồng. Câu 5, định dạng tiền tệ là dữ liệu là đồng. Thì đầu tiên đơn giản nhất á, là các em quét khối nó, rồi các em nhấp vô phần number, các em cho Q lên C. Rồi mình chọn là VND đi. Rồi cho nó 0.7 thập phần. Thì phía sau này là cái chữ VND. Bây giờ mình đổi chữ VND này thành chữ đồng. Thì tiếp tục mình nhấp vô phần number nè.
mình nhấp vô phần kết tôm nè, là mình thấy ở trong cái dấu ngoặc nó có chữ VND, thì mình đổi chữ VND mình đánh thành chữ đồng là được. À, mình nhìn phía trên này có phải là chữ đồng nằm phía sau không? Tại vì cái này là định dạng số và đồng nằm phía sau. Còn nếu như á, là em nào mà có chữ đồng mà nằm phía trước á, tức là nguyên cái cụm này nằm ở trước đây, là đồng rồi tới tiền tệ nè, đúng không? Ví dụ như là mình đồng rồi tới tiền tệ thì mình muốn đưa ra sao? Thì đơn giản nhất là mình copy cái khúc chữ đồng này nè, Ctrl X nó, Ctrl V ra phía sau, là mình đưa nó ra phía sau. Rồi các em ok ha. Rồi các em chọn cách tôm, các em gõ giống vậy là được. Tiếp theo là mình tính bảng thống kê theo yêu cầu. Rồi mình mở bảng thống kê lên. Đầu tiên là tổng tiền, tổng thành tiền. Bài này thì khá đơn giản, tổng thành tiền á, là không có điều kiện gì hết, thì mình dùng hàm gì các em? Sum. Rồi quét khối cái thành tiền thì mình được tổng cái thành tiền, đóng ngoặc lại. Muốn cho thằng trên giống thằng dưới thì cũng đơn giản, nhấp vô cây chổi nè, bắp vô là xong. Rồi tổng số tiền nhập, tổng số tiền xuất, xuất thì đơn giản nha các em, thì mình dùng hàm sum gì? Sum if. Đầu tiên là đưa dữ liệu cần so sánh vào, là nhập với xuất nè. Rồi giờ tổng số tiền nhập thì điều kiện đó là chữ gì? Chữ nhập. Rồi mình mới đi tổng tiền thì mình quét thằng tổng tiền, đóng ngoặc lại. Tương tự như vậy, tổng tiền xuất thì bắt đầu là mình cũng bằng sum if nè, mình quét dữ liệu cần so sánh vào, là từ D3 D12. Rồi mình đặt điều kiện vào là xuất. Rồi mình quét khối tổng thành tiền, cái cột thành tiền mình đóng ngoặc lại, thì mình sẽ ra được là số tiền xuất. Rồi mình muốn copy định dạng phía trên thì mình dùng cây chổi là nhanh nhất. Cây chổi nè, nhấp cây chổi nè, bắt vô. Nhấp cây chổi, bắt vào. Rồi tổng thành tiền thì bằng sum G3 cho tới G12. Tổng số tiền nhập thì sum if G3 D3 tới D12, điều kiện là nhập. Rồi sau đó là tổng từ G3 cho tới G12. Tương tự, tổng số tiền xuất thì mình chỉ thay đổi là điều kiện nhập thành điều kiện xuất là xong. Sum if các em, tổng có điều kiện thì các em dùng hàm sum if. Rồi chúng ta coi bản kết quả và hoàn thành bài tập.